truyền tích thứ 69, chuỗi hạt mân côi với Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 sinh ngày 25 tháng 11 năm 1881, lên ngôi Giáo Hoàng từ ngày 28 tháng 10 năm 1958 cho đến ngày 3 tháng 6 năm 1963. Triều đại của Ngài rất ngắn ngủi, nhưng Ngài đã làm những việc hết sức quan trọng, đó là chuẩn bị cho Công đồng Vatican II. Trước ngày khai mạc Công đồng Vatican II, Ngài đã đến đền thờ Loreto để kính viếng Đức Mẹ và dâng công đồng cho Đức Mẹ phù trì, giúp để được thành công mỹ mãn. Khai mạc công đồng vào đúng ngày 11 tháng 10 năm 1962 dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Xin lưu ý, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trước kia nhằm vào ngày 11 tháng 10 hàng năm, kỷ niệm công đồng Efeso năm 431 tuyên bố tín điều Đức Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, sau mới đổi lại ngày 1 tháng 1 hàng năm để dâng ngày đầu năm cho Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Từ xưa tới nay, chưa có một công đồng nào đưa ra một hiến chương chính thức về Đức Mẹ. Chỉ có Công đồng Vatican II thảo ra chương 8 đặc biệt đưa vào hiến chế tín lý giáo hội, nói về Đức Maria. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 rất có lòng kính mến Đức Mẹ và cũng nâng lần chuỗi mân côi hàng ngày. Ngài có thói quen mỗi ngày lần đủ 150 kinh kính mừng, tức là 3 chuỗi 50. Ngài sau khi lên ngôi Giáo Hoàng ngày 28 tháng 10 năm 1958, Ngài đã ra thông điệp Gratia Recordatio ngày 26 tháng 9 năm 1959, khuyến khích giáo dân nâng lần chuỗi mân côi và gia nhập hội mân côi. Ngài còn nói, kinh mân côi là hơi thở của mỗi tâm hồn. Cả đời Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 gắn liền với Đức Mẹ một cách mật thiết, nhất là trong khi chầu thánh thể. Bao giờ Ngài cũng lần chuỗi mân côi trước thánh thể. Trong cuốn nhật ký, Ngài có viết một đoạn sau đây: Tôi đã dốc lòng giữ mãi hàng ngày lần chuỗi mân côi 150 kinh. Phương pháp này giúp tôi trong mọi công việc chăn dắt và giảng dạy của một vị giáo hoàng và là cha linh hồn của mọi người. Lời bàn: Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 là một vị cha già khả kính, được mọi người tôn kính, yêu mến. Cuộc sống của Ngài rất đơn sơ, giản dị, đặc biệt là Ngài có lòng kính mến Đức Mẹ và nâng lần chuỗi mân côi. Chúng ta hãy noi gương Ngài, làm giáo hoàng với trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời giờ để đọc được 3 chuỗi mân côi mỗi ngày. Còn chúng ta thì có người tìm hết lý do này, lý do khác để tránh né việc lần chuỗi mân côi. Amen.